Vật tầm trung nhà Lightning Aeronaut 4000 công có đã. Bữa giờ Bill làm Yonex Victor rất là nhiều, Lightning thì khá là ít, cho nên hôm nay Bill quyết định Bill mượn một cây Aeronaut 4000 để test cho anh em xem. Đối với cảm giác tay của Bill là nó hơi bị nặng và nó hơi bị chì tay một tí xíu. Khi mà Bill vào đánh á, thì những quả phong cầu á, nó sẽ rất là hao sức. Có thể là do cái đũa nó dẻo anh em, cho nên khi mà mình phong cầu á, mình sẽ dùng nhiều sức hơn thì trái cầu nó mới đi cuối sân. Đặc biệt một cái là công rất là sướng luôn. Khi mà mình đập trái cầu á, trái cầu ra nhanh, cắm và có độ nặng. Khi mình đập nhiều trái liên tục á, cái cây vợt nó không có bị rung và đánh đường cầu nó vẫn cực kỳ chính xác. Và những pha chặt cầu trên lưới á, là nó cho cầu sát, cầu nhanh. Do cái cảm giác cây vợt này nó nặng đầu, cho nên mà khi Bill thủ á, đối phương đập hay là đối phương mà bỏ nhỏ trên lưới á, thì mình thủ mình cũng sẽ dùng sức rất là nhiều thì trái cầu nó mới đi cuối sân được. Thì đối với quan điểm của Bill thì cái cây vợt này nó sẽ phù hợp cho những anh em lực tay trung bình khá, những anh em mà đánh đôi mà chuyên công sâu, hoặc là những anh em mà đánh đôi nam nữ á, mà chuyên để nữ gài cầu xong rồi anh em